những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. EU cấm 4 kênh truyền thông với cáo buộc liên quan đến Nga. Ngành hàng không dân dụng Nga đứng trước mối nguy cơ lớn cho từng có. Nổ lớn trong chuyển học viện của quân đoàn tín hiệu Nga ở Sankt Petersburg, nhiều người thương vong. Nga đang mắc sai lầm chí mạng ở mặt trận Đông Bắc Ukraine. Ông Shagu bị đuổi ra khỏi phòng họp ở Trung Quốc. Ukraine tung lực lượng robot mặt đất kết hợp dàn UAV truy sát quân Nga ở mặt trận Donetsk. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU vào ngày 17 tháng 5 đã ban hành lệnh cấm đối với 4 kênh truyền thông Voice of Europe, Ria Novosti, Investia và Rosyskaya Gazeta với các buộc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với nhà nước Nga, đồng thời yêu cầu Microsoft làm rõ về rủi ro liên bang AI trong bình. Trong thông báo đưa ra vào ngày 17 tháng 5, Ủy ban Châu Âu (EC) cho rằng bốn kênh truyền thông Voice of Europe, Ria Novosti, Investia và Rossiya Kaseta đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp và hoạt động dưới sự hỗ trợ và kiểm soát của Nga. EC cáo buộc Nga sử dụng các kênh truyền thông này để tuyên truyền cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và nhằm gây mất ổn định của Châu Âu và các đối tác láng giềng. Thưa quý vị, cuối tháng 3 năm 2024, các cơ quan mật phụ xét tuyên bố đã ngăn chặn hoạt động gây ảnh hưởng của Nga thông qua đài Voice of Europe, có trụ sở tại Hà Lan khi trả tiền cho các nghị sĩ châu Âu được phỏng vấn để đưa ra các phát biểu có lợi cho Moscow. Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách các vấn đề về giá trị và tính minh bạch, bà Vera Chorova nhấn mạnh EU sẽ cấm tất cả các kênh truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và các đảng phái chính trị tại châu Âu được nhận hỗ trợ tài chính từ Nga. Phản ứng trước vụ việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã bác bỏ cáo buộc của EU và cho biết Nga sẽ có các biện pháp đáp trả đối với các nhà báo phương Tây đang hoạt động tại Nga. Quyết định của EC diễn ra chỉ trong 3 tuần trước khi khoảng 370 triệu cử tri châu Âu sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử châu Âu khóa mới. EU hiện cũng đã nâng mức cảnh giác lên cao nhất để đối phó với các chiến dịch thông tin sai lệch trực tuyến từ bên ngoài có thể tác động đến cuộc bầu cử châu Âu sắp tới. Nhiều quan chức EU lo ngại khối này chưa chuẩn bị đầy đủ cho các hình thức can thiệp mới, nhất là thông qua các trang mạng xã hội như TikTok, Facebook hay Twitter. Ủy ban châu Âu EC ngày 17 tháng 5 cũng cảnh báo sẽ ra án phạt đối với tập đoàn Microsoft nếu công ty này không cung cấp thông tin đầy đủ về các rủi ro bắt nguồn từ các tính năng AI tạo sinh trong công cụ tìm kiếm binh trước ngày 27 tháng 5. EC lo ngại việc phổ biến công nghệ làm giả chip fake và thao túng tự động các dịch vụ có thể đánh lừa cử tri châu Âu. Ngành hàng không dân dụng Nga đứng trước mối nguy lớn chưa từng có Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đứng đầu Rostec Sergei Chemesov thừa nhận rằng vào khoảng năm 2030, những vấn đề lớn nhất trong ngành hàng không dân dụng sẽ bắt đầu ở Liên bang Nga. Theo ông, từ năm 2030 sẽ có sự rời bỏ đáng chú ý của các máy bay nước ngoài khỏi các hãng hàng không Nga vì sẽ không còn khả năng sửa chữa chúng nữa. Bình luận về tuyên bố này, các chuyên gia của Defense Express nhắc lại rằng hai ông lớn của hàng không thế giới là Boeing và Airbus đã rời khỏi thị trường Nga, đồng thời máy bay Nga cũng bị cấm bay đến Mỹ và châu Âu. Các chuyên gia lưu ý, tất cả những điều này dẫn đến thực tế là khoảng 550 máy bay chở khách do phương Tây sản xuất, không có phụ tùng thay thế. Và mặc dù chính thức thì con số này chiếm khoảng 65% tổng số máy bay chở khách của Nga, nhưng là 95% tổng số chuyến bay. Theo Defense Express, tính đến tháng 3 năm 2023, khoảng 470 máy bay phương Tây đã bay ở Nga, Đồng thời thì Liên bang Nga đang cố gắng khắc phục tình trạng này, nhưng theo một cách khá độc đáo, do thiếu phụ tùng thay thế, nên máy bay ít được sửa chữa và bảo dưỡng hơn. Người đứng đầu Rostec lưu ý, để thoát khỏi tình trạng này cần phải có đầy đủ số lượng máy bay MC-21, Super Red, Tu-214, Yêu-114, Yêu-96 mà tất cả các hãng hàng không Nga đều phải cung cấp. Do đó, Defense Express chỉ ra rằng trong 6 năm tới, khoảng 5.000 máy bay chở khách sẽ được sản xuất ở Liên bang Nga và đây là một kịch bản hoàn toàn phi thực tế. Vì vậy, vào năm 2023, nhà sản xuất máy bay ở Kazan không thể giao được một chiếc Tu-214 nào, và đến trong năm 2030, theo kế hoạch chỉ sản xuất được 70 chiếc loại này, trong đó không phải tất cả đều là máy bay chở khách. Việc sản xuất yêu chính 6 được dự đoán là tối đa một chiếc mỗi năm và tổng cộng chỉ có 33 chiếc được lắp ráp. Về phần Supertrack, nó vẫn chưa được nhập khẩu kể từ năm 2019. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với MS-21, vấn đề chính của dòng động cơ PD. Về dòng Yêu-114, sau vụ tai nạn của máy bay vận tải dân sự Yêu-112 vào năm 2021 do cháy động cơ, quá trình thử nghiệm của nó đã bị đình chỉ và chỉ được tiếp tục vào cuối tháng 3 năm 2024, có nghĩa là ở Liên bang Nga, vấn đề hàng không dân dụng rất phức tạp và khá dễ đoán. Và mặc dù đối với một quốc gia toàn trị khép kín, Việc giảm lưu lượng hành khách quốc tế không phải là vấn đề, nhưng đối với Liên bang Nga, điều quan trọng là phải đảm bảo các chuyến bay nội địa. Các chuyên gia cho biết, ở Nga, máy bay phương Tây bắt đầu hỏng gốc ngày càng thường xuyên do không được sửa chữa và thiếu phụ tùng thay thế. Việc sản xuất hàng loạt máy bay chở khách MS-21 quy mô lớn được thiết kế để thay thế máy bay nước ngoài ở Nga đã thất bại lần thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine. Theo người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec Sergei Chemezov, việc cho máy bay cho các hãng hàng không Nga bị hoãn lại đến năm 2025-2026. Nổ lớn rung chuyển học viện của quân đoàn tín hiệu Nga ở San Petersburg, nhiều người thương vong. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại Học viện quân sự Bersjani của quân đoàn tín hiệu ở San Petersburg của Nga, thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Nga, khiến cho nhiều người bị thương. Shabda đưa tin. Thứ Sáu ngày 17 tháng 5, tại Học viện Truyền thông quân sự mang tên SM Bojani Trantikoskatsky Robes ở St. Petersburg của Nga, một vụ nổ mạnh đã xảy ra. Trường đại học có số lượng lớn xe cứu thương và xe cứu hỏa. Ban đầu thì các nguồn tin của Nga đưa tin về một cuộc tấn công được cho là bằng máy bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự, tuy nhiên có vẻ như thông tin này chưa được xác nhận. Kênh Telegram 112 sau đó viết rằng một quả bom đã phát nổ dưới tầng hầm của tòa nhà. Kênh này sau đó đã rất nhanh chóng xóa thông tin này, đồng thời làm rõ rằng nguyên nhân của vụ việc đang được xác định. Theo số liệu sơ bộ, do vụ khẩn cấp bí ẩn tại học viện đã khiến cho 7 người bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nguy kịch, chính quyền Nga vẫn chưa phản hồi về vụ việc. Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beklov nói rằng vụ việc không mang tính chất khủng bố, quân khu Leningrad xác nhận tin đồn về vụ nổ đạn bất thường trong lúc làm việc. Theo họ, chúng ta đang nói về một loại đạn cỡ nòng 76 ly từ Thế chiến thứ hai phát nổ. Nga đang mắc sai lầm chí mạng ở mặt trận Đông Bắc Ukraine. Trung úy Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch tại Hội đồng An ninh Ukraine, cảnh báo Nga có thể tấn công vùng Sumy trong tương lai gần. Trung úy Kovalenko viết, Ở vùng Sumy, lực lượng phòng thủ đã sẵn sàng. Điều quan trọng là các bạn phải biết về điều này. Vài giờ sau, Kovalenko giải thích thêm rằng, cuộc tấn công ở Sumy cũng tương tự như tình hình ở Kharkov, đều liên quan đến một hoạt động quân sự ở biên giới của quân đội Nga. Kovalenko cho biết, không có đội quân đáng kể nào trên mặt trận Kharkov và Sumy cho thấy sự chuẩn bị của Nga cho những bước đột phá nhanh chóng vào thời điểm này. Nga có thể tiến hành các hoạt động hạn chế ở khu vực biên giới, trung ý Ukraine nói thêm. Khả năng Nga có thể chiếm đóng các trung tâm khu vực hiện chưa được xem xét. Vài ngày trước, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov tuyên bố rằng các lực lượng Nga sẽ cố gắng tiến gần Kharkov thêm 3 đến 4 ngày trước khi phát động cuộc tấn công quyết định theo hướng Sumy. Chuyên gia quân sự Jan Matvip đã nhấn mạnh rằng khả năng Nga tấn công Sumy sẽ là một tính toán sai lầm nghiêm trọng. Theo ông Matvip, xét đến những thành tựu khiêm tốn của lực lượng Nga gần Kharkov sẽ là không khôn ngoan nếu kéo dài chiến tuyến hơn nữa. Ông Matvip viết, đã có những tuyên bố ban đầu cho thấy quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào vùng Sumy. Mặc dù những báo cáo này vẫn chưa được xác nhận, nhưng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Nếu họ thực sự quyết định hành động như vậy, điều đó sẽ khiến lực lượng của họ phân tán gần như không tưởng. Cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov bắt đầu vào rạng sáng ngày 10 tháng 5 và chiếm được hơn chục ngôi làng trong khu vực. Nhưng các chuyên gia dự đoán Nga sẽ không đạt được thành tựu đáng kể. Họ chỉ tiến được 7 km vào lãnh thổ Ukraine, chiếm được một vài ngôi làng biên giới hoang vắng. Cuộc tấn công kể từ đó đã bị đình trệ khi mà lực lượng Ukraine ổn định mặt trận và tiến hành các cuộc phản công. Ông Shoigu bị đuổi ra khỏi phòng họp ở Trung Quốc. Các thành viên của phái đoàn Nga tiếp tục rơi vào tình huống khó xử trong chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin và phái đoàn của ông tới Trung Quốc đã được ghi nhớ bằng nhiều tin tiết thú vị với sự tham gia của các quan chức Nga, những người hết lần này đến lần khác, rơi vào những tình huống khó chịu do bang tổ chức cuộc họp sắp đặt cho họ. Số phận tương tự cũng không xảy đến với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, người mà phía chủ nhà từ chối cho phép vào Hạ viện để giữ cuộc gặp giữa Putin với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Như tờ Comenchan đưa tin, những người tổ chức cuộc đàm phán nghi ngờ có gì đó không ổn với thẻ ra vào của ông Shogun và không cho phép ông vào tòa nhà Quốc hội Trung Quốc lần đầu tiên. Kết quả là ông Shoigu phải đứng ở cửa ra vào một lúc trước khi vấn đề về thể thông hành của ông được giải quyết. Các thành viên khác của phái đoàn Nga không gặp vấn đề gì với việc này. Đáng chú ý là Shoigu đã đến thăm Trung Quốc tương đối gần đây. Ông đến Bắc Kinh vào tháng 10 năm ngoái với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, một ngày trước khi có thông tin cho rằng Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Sidionov đã không tìm được chỗ đứng trong số các đại biểu chủ chốt và đã bị đưa lên xe buýt đi cùng với các nhà báo. Trước đó, người ta biết rằng cơ quan lễ tân của chính quyền Trung Quốc đã buộc ông Putin và phái đoàn của ông phải treo các huy hiệu đặc biệt để xác định tình trạng của họ. Ukraine tung lực lượng robot mặt đất, kết hợp dàn UAV, truy sát quân Nga ở mặt trận Donetsk. Các binh sĩ của tiểu đoàn bộ binh súng trường số 23 thuộc lữ đoàn cơ giới số 63 đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp sử dụng robot công người lái mật đất và máy bay không người lái để nhắm vào các vị trí của binh lính Nga tại mặt trận gần Donetsk. Nhà báo quân sự Ukraine Yuri Potusop đã công bố đoạn video liên quan. Đoạn video cho thấy người điều khiển máy bay không người lái FPV tấn công bộ binh và buộc họ phải ẩn nấp trong chiến hào. Sau khi người Nga mất kiểm soát tình hình, các vị trí của họ đã bị robot cảm tử tấn công trên mặt đất, đồng thời bộ binh Nga tiếp tục bị máy bay không người lái FPV tấn công từ trên không. Military báo cáo vào ngày 22 tháng 4 năm 2024 rằng các binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 63 đã trình diễn các sử dụng chiến đấu của loại robot Kamikaze trên mặt đất. Đoạn video có cảnh người Nga di chuyển xung quanh các chiến hào giữa các hầm đào, Tại thời điểm này, một robot có bánh của Ukraine đã tiếp cận vào các vị trí của Nga, dừng lại trước một hầm trú ẩn của bộ binh và phát nổ. Vào ngày 24 tháng 4, có thông tin cho rằng các phi công lái máy bay không người lái FPV thuộc đội Sophie Hunters thuộc lữ đoàn pháo binh số 148 của lực lượng tấn công trên không Ukraine đã phá hủy một hệ thống khai thác không người lái trên mặt đất của Nga. Đoạn phim cho thấy một hệ thống khai thác không người lái có bánh xe chở 4 quả mìn chống tăng TM-62, một cú đánh chính xác đã phá hủy hệ thống này. Trước đó vào cuối tháng 3 năm 2024 có thông tin cho rằng các phi công lái máy bay không người lái FPV của lữ đoàn cơ giới 47 đã phá hủy hai phương tiện chiến đấu không người lái trên mặt đất của Nga mang theo 8 quả mìn chống tăng cùng với súng phóng lựu AGS-17. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.